Hồng Song xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Đẹp The Beauty Show on VHN TV. Trong chương trình Đẹp The Beauty Show hôm nay, Hồng Song sẽ gửi tới quý vị những cái nhìn đẹp và sexy cho phái nam và phái nữ chúng ta. Đó là một trong những cái rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và tham gia chương trình hôm nay với Hồng Song, xin mời quý vị chào đón một người khách rất quý của Hồng Song đây. Đó là chị Ngọc Lệ. Đã, chị đã đến để tham gia chia sẻ với Hồng Song những cái gì mà chị cho rằng là đẹp and sexy trong phái nữ của chúng ta. Xin chào chị Ngọc Lệ. Hello Hồng Song, mến chào Hồng Song và thưa thân mến chào tất cả những quý vị khán giả của đài VSM TV. Yeah. Chị Ngọc Lệ ơi, em theo như em biết là kính thưa quý vị, một cái rất là đặc biệt bí mật, chị Ngọc Lệ là phu nhân của nhạc sĩ Hoàng Thi Thi, cho nên vì cái điểm đó mà Hồng Song muốn mời chị Ngọc Lệ tới đây. Từ vì theo như em biết thì là trong cái cuộc đời của nghệ sĩ và ca sĩ đi trình diễn thì chắc chị cũng đã thấy rất là nhiều và thấy những cách ăn mặc, cái lối trang điểm và thời trang của tất cả các nghệ sĩ, ca nghệ sĩ, thì chắc chỉ có một ít nhiều gì đó, chỉ có một cái nhìn phải không? Chị có thể thấy là cái đó sexy hay là cái không sexy. Thì hôm nay ấy, chúng ta nói về cái chương trình gọi là làm sao một người phụ nữ nhìn làm sao cho nó sexy, cho nó đẹp. Thì không biết đối với chị thì chị thấy là con người phụ nữ cần cái gì để làm cho họ nhìn sexy? Hồng Sâm biết không? Theo chị nghĩ đó, cái người đàn bà hay là cái người phụ nữ đó muốn sexy đó là khi ra đường mình phải tươi mát. Đúng. Từ trong ra ngoài và cái mùi hương ở trên người mình, mỗi một người phụ nữ nó có một cái mùi hương khác nhau. Cái đó cái mùi hương cũng là ảnh hưởng. Và cái tươi mát của người phụ nữ. Người phụ nữ không cần phải đẹp. Chỉ có cái tươi mát là được rồi. Và phải biết cách như là nói chuyện. Đúng. Xã giao với người này người nọ. Cho dầu là mình có là một cái người nội trợ ở trong nhà đầu tắt mặt tối mình làm, nhưng mà khi ra đường mình phải làm cho mình như là tươi mát hơn. Đúng rồi. Đó. Thì giống như theo em thì là một người phụ nữ thì ngoài những cái chị nói thì mình nên có một cái gọi là rất phải tự tin. Cái tự tin là cái đứng đầu của người phụ nữ. Đúng. Đặc biệt là ở nước Mỹ này. Thì theo thống kê đó quý vị, thì người ta nói là trong những cái cần phải phụ nữ cần có để mà nhìn sexy, có một cái nhìn sexy, look sexy hay là cảm thấy sexy, thì hoặc là hấp dẫn, tạm thời gọi là hấp dẫn, gọi là hấp dẫn sexy đi, thì cái đầu tiên là sạch sẽ. Thì trong cái sạch sẽ đó là bao gồm là mình phải tắm rửa sạch sẽ, tóc ta lúc nào cũng tươm tất. Thì nói về tóc thì mình nên gội đầu thường xuyên. Nếu mà tóc mình có một mái tóc đẹp thì mình nên xả ra. Còn nếu mà mình có mái tóc của mình mà nó không như ý mình, nó xồm xòa, nó không có được ấy, thì mình nên một là mình đi tới tiệm, mình hỏi xem cách nào để làm người ta có thể giúp mình làm sao để được cái mái tóc đẹp. Còn nếu không thì nên cột gọn lên. Cột gọn lên tùy theo khuôn mặt mọi người. Nếu mà tóc ngắn thì mình nên cắt những cái mái tóc nào phù hợp với khuôn mặt của mình. Cái thứ hai nữa là em thấy rất là quan trọng, như chị nói, tươi mát. Đó là cơ thể con người mình. Hầu như phụ nữ chúng ta ai cũng lo cái mặt mình trước, đúng không chị Lệ? Là người ta lo phấn son, lúc nào cũng phải che đậy những cái khuyết điểm trên mặt mình và vân vân và vân vân. Nhưng mình quên mất đi là da của mình, chẳng những cái mặt không, mình da mình tất cả các nơi. Và tất cả các bộ phận trên người mình, da tất cả các nơi trên người mình đều tạo cái vẻ sexy và duyên dáng cho người phụ nữ cả. Đúng. Chẳng hạn như là mình bôi lotion trên tay, phải nên bôi lotion trên tay. Có nhiều người bôi lotion trên tay nhưng quên bôi lotion trên cái cùi chỏ. Và cái điểm rất là quan trọng mà những cái thống kê người ta cho thấy rằng là cái thường thường phụ nữ quên bôi lotion ở cái cùi chỏ, cái đầu gối và cái gót chân. Quý vị biết không? Nhiều khi mình cảm thấy mình bôi lotion hết mà quên bôi cái gót chân đó. Thường thường người ta để ý cái dáng của một người phụ nữ, người ta không bao giờ nhìn đằng trước, người ta chỉ nhìn đằng sau. Mà nếu mà mình mang một đôi giày cao gót, cái gì nhìn cũng đẹp hết, mà nhìn tới cái gót chân của mình, nó có những cái đường trắng 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 khô khô, nhìn rất là kỳ cục, đúng không chị Lệ? Giống như bị khô da. Đó thì thường thường không biết người Việt mình như thế nào, nhưng mà người nước ngoài ở đây người ta hay nói rằng là muốn biết một người phụ nữ sạch sẽ, gọn gàng như thế nào thì chỉ cần nhìn cái bàn chân của họ là biết con người đó sạch sẽ như thế nào. Đúng rồi. Thì chị thấy không, thường thường có nhiều người họ không ăn diện gì cả, như người nước ngoài đó, người Mỹ họ không ăn diện gì hết, nhưng mà chị nhìn cái bàn chân của họ,
họ giũa rất là gọn gàng, sơ một lớp rất là mỏng, màu thấp khúc thôi, bàn chân rất là da rồi mịn màng hết, thì mình có cảm giác là họ đã sạch sẽ rồi. Đúng như vậy là tại vì cái da khô dưới chân mình đó, nhiều khi làm thấy nó kỳ lắm. Dạ, đúng rồi. Nó giống như là mình bê bối á. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Dạ, thì cộng thêm một cái nữa là nếu quý vị mua bôi lotion trên người mình thì nên dùng tất cả các sản phẩm cho body care cùng một mùi. Đúng. Thí dụ như là chị bôi lotion trên người chị cái mùi thí dụ như mùi hoa lai thì chị nên dùng cái nước sữa tắm của mình cũng mùi hoa lai và cái nước hoa xịt cũng tương tự cái mùi đó để nó cùng một cái mùi. Cho nên mình không nên là dùng thí dụ như là mùi hoa hồng mà lại trộn với mùi mấy mùi khác thì nó ra cái mùi rất là kỳ cục. Đó thì đó là một trong những cái mà quan trọng cho người phụ nữ và cái đó là cái cơ bản cho cái da người phụ nữ. Cái thứ hai là một cái nữa là rất là quan trọng là cho người phụ nữ